Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Đường dây buôn lậu 1.000 tấn than qua biên giới. Ngày 12 tháng 12, cơ quan điều tra an ninh Bộ Công an đã kết luận đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 13 bị cáo về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trốn thuế. Đây là đường dây buôn lậu 1.000 tấn than tại biên giới Quảng Ninh do nghi can Lương Ngọc Tâm và Lương Ngọc Phương, thành viên hội đồng quản trị công ty phát triển đầu tư 324, công ty 324 cầm đầu. Theo tài liệu điều tra, năm 2014, sau khi thành lập công ty 324, Lương Ngọc Tâm đã mua trái phép 1.000 mét khối than đá không rõ nguồn gốc của các hộ dân ở khu vực thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và đưa về kho tập kết. Qua sự môi giới của Trung Đình Quang bị nghi can trong vụ này, Tâm đã có đơn đặt hàng vận chuyển than sang Trung Quốc, cho nên mua mức giá 800.000 đồng một mét khối, chi phí vận chuyển do bên mua than trả. Sau khi Tâm thuê tàu của Quang Phúc 08, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Quang Phúc vận chuyển 4.000 mét khối than cám trị giá 4,5 tỷ đồng sang cảng Kỳ Xá, Trung Quốc. Nhưng chuyến tàu này đã bị lực lượng Bộ Công an bắt giữ trên đường đi. Quá trình điều tra được mở rộng, các xác định ban đầu, tàu Quang Phúc 08 đã vận chuyển 26 chuyến than sang Trung Quốc trước đó, nhưng lần này không được làm thủ tục xuất cảnh xuất khẩu than tại ở cảng hải quan và cán bộ biên phòng để tránh được phát hiện. Trước khi tiến vào cảng Kỳ Xá, các thuyền viên đã treo cờ Trung Quốc thay vì tàu trên Quang Phúc 08, Sông Diên 44 hoặc Quang Minh 68. Cảm ơn quý vị đã xem ổi video này. Gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn.